Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình có nhận được một cái bo tủ lạnh inverter đấy, và con này của mình ấy là nó bị hiện tượng là cái đèn led này các bạn này, sau một hồi thì nó sẽ nháy là bảy nháy, sẽ nháy bảy nháy và đồng thời là không bật nó, không thể chạy nhé, bật nó không thể chạy, mặc dù là các cái điều kiện khác đủ. Đấy, giao tiếp xuống dưới này đã có 5V có, rồi điện áp 15V cũng đủ rồi. Đấy, nó cũng không hoạt động. Đồng thời là các cái điều kiện bên phía trên này như là các cái sensor này mình cũng lắp đầy đủ hết rồi, cũng không hoạt động. Nguồn ra thì thấy ok, mặc dù là bác ấy đã cấy nguồn 3 giây nha, đã cấy nguồn 3 giây. Đấy, nhưng mà vẫn không có nguồn ra, vẫn không thấy nó hoạt động. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là kiểm tra cái bệnh này nhé. Thì đây là cái biểu hiện của con này các bạn thấy không, sau một hồi mình cắm khoảng độ vài phút gì đấy thì cái đèn này của mình sẽ nháy 7 lần. Nó nháy 7 lần như thế này thì mình đã xác định là nó bị hỏng ở trên bo này, lỗi trên bo này các bạn nhé. Đấy, trên bo này. Và thường thường là bị lỗi công suất nha các bạn nhé. Thì để kiểm tra công suất của con này thì mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn kiểm tra con IC công suất này rồi đúng không? Đã có một video rồi. Nào mình tiếp tục nhé. Mình đang quay video thì có một bác gọi điện để nhắn tin. Và bây giờ mình tiếp tục này. Thì ngoài cái cách mà mình hướng dẫn các bạn kiểm tra như mọi lần đúng không, các bạn có thể xem lại cái bài mình hướng dẫn các bạn đo kiểm tra xem suất nhé. Các bạn vào phần danh sách phát này, sau các bạn bấm sang cái phần là vào trang cá nhân mình nhé, sau bấm sang danh sách phát thì bên trong danh sách phát thì các bạn chọn cái phần sửa chữa bo mạch điện lạnh ấy. Đấy, thì sẽ ra cái bài, có cái bài hướng dẫn đo xem suất. Thì ngoài cái trường hợp để kiểm tra IC công suất bằng cách đo nguội thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra nóng như này. Đó, các bạn sử dụng một con điện trở khoảng độ 330 ohm cho mình nhé, 330 ohm. Các bạn nhìn này, các cái xung biến tần này, các cái xung biến tần ở trên này này, các bạn thấy không? Đấy, các xung biến tần này để đi vào IC công suất này, các bạn phải tách nó ra nha. Và các bạn nối cái đôi con điện trở lên đường nguồn 5V này, các bạn chấm lần lượt vào các cái xung biến tần và thẳng IC công suất cho mình. Đấy, chứ đừng có chấm vào bên IC này nhé, chấm vào bên kia này, này. Chấm vào đầu phía bên này. Đấy, nếu mà trường hợp các bạn chấm vào, mỗi một lần các bạn chấm vào mà nhìn thấy các cái đèn, cặp đèn này nó sáng này, thì chứng tỏ là con lần lượt từng 6 chân ấy đều bóng đèn đều sáng, thì chứng tỏ con IC này đã tốt rồi. Còn nếu như trường hợp mà các bạn chấm 6 chân đấy mà có một cái chân nào đó đèn không sáng thì chứng tỏ là vẫn đang bị lỗi ở trên con IC công suất này nhé. Chúng ta bị lỗi cái phần tín hiệu, cái mạch driver của nó. Bây giờ mình sẽ thử cho bạn xem này. Bạn phải cách điện đấy nhé, bởi bên này là tín hiệu bị giật đấy nhé. Bạn nhìn là một lần này 3 đèn sáng này. Các bạn thấy không? Mình chấm đến con này là không sáng này. Tiếp theo này. Đấy, mình chấm bên này chỉ có 2 đèn sáng thôi này. Đấy, chấm bên này chỉ có 2 đèn sáng. Bên này thì lại không sáng này. Đấy, vậy là mình đã chấm được lần lượt 3 cặp của nó rồi, đúng không? Đây này, 3 cặp của nó này, mình đã chấm lần lượt 3 cặp của nó này, bạn nhìn này. Cái đầu tiên này thì là cả 3 đèn đều sáng này. Cái thứ hai này không đèn nào sáng này. Cái thứ ba này được có 2 đèn sáng này. Cái này thì không có nào sáng này. Cái này được 2 đèn sáng. Cái này cũng không có nào sáng này. Đấy, khi mà mình đã test được cái bước này rồi, đấy, đến bước này rồi thì mình khẳng định được là con IC này của mình chắc chắn chết 100% nha các bạn nhé. Kể cả máy không hoạt động, không cần máy hoạt động. Cái bo này thì các bạn đấu này, hai bóng đối đầu nhau nhé, hai bóng led các bạn đối đầu nhau và các bạn nối vào một con điện trở khoảng 150k, 120k cũng được nhé. Bên này thế, ba con như thế và trụ bằng một đầu,
Đấy các bạn, ba cái đầu này thì các bạn sẽ nối vào ba chân UVV kép của bo máy giặt, hoặc là tủ lạnh điều hòa để các bạn test nhé. Vậy con này của mình ý, hiện giờ mình đã xác định được là con IC này chết 100% rồi, đúng không? Bây giờ mình sẽ mở ra để mình xem IC tên gì để mình đi mua IC mình thay. Và nhiều khi IC bị lỗi các bạn, IC mới vẫn lỗi thì các bạn phải kẹp kẹp mát và kẹp nguồn cho con IC này. Đấy, cấp nguồn 15V cho nó. Và các bạn test các xung biến tần bằng cách này. Con này của mình nó không chết dạng chập nhé các bạn nhé. Nó không chết dạng chập nhưng nó lại chết ở cái dạng là hỏng các cái mạch driver trong con IC. Xem thử xem là con IC này tên nó nằm ở trên hay là ở dưới. Đây này các bạn này, tên con IC nằm ở đây này. Tên con này nó là SIM6822M. Đây các bạn nhìn này, mình quay bằng điện thoại có thể là nó đây này. Thì đối với cái con IC này thì bây giờ mình đang chiếc công suất nhé. Và bo LG này chuyên chết công suất nha các bạn nhé. Nguồn là không ổn định là chết công suất. Con này của bác ấy là nguồn của bác cái cấy này các bạn này. Cấy bằng nguồn 3 giây, nó không ổn định. Nó chạy một thời gian là sẽ chết con IC công suất này. Hoặc là các bạn nguồn là không ổn định nó cũng chết con IC công suất này. Không cần thiết phải là đợi đến mức mà mình cấy 3 giây. Bây giờ mình sẽ gọi điện cho bác ấy để xem bác ấy có đồng ý chờ hay không. Chờ để mình đặt IC về thay. Đấy, và mình sẽ làm lại hết phần nguồn này. Còn cái phần đo IC công suất thì các bạn xem lại cái bài mình hướng dẫn ở trong cái trong đấy nha, mình không nhớ ở đâu đâu, mình nhiều video quá. Và đồng thời nếu như trường hợp mà các bạn kênh của mình mà kênh hướng dẫn tổng hợp ấy của mình, các bạn ngoài kênh hướng dẫn tổng hợp của mình ra thì bạn có thể xem kênh hướng dẫn tổng hợp của mình ở trên MyClip nhé. Và MyClip nó là một cái dịch vụ, nó như kiểu YouTube của mình ấy, và người ta chặn các cái quảng cáo rất là tốt. Đấy, đồng thời là người ta cũng xét duyệt nội dung rất là tốt, tức là những cái nội dung nào mà nó không hay thì ta sẽ không cho úp lên trên MyClip. Những nội dung nhảm nhí chẳng hạn người ta không cho úp lên MyClip. Đâm ra các bạn có thể là ngoài YouTube này thì các bạn có thể là lên để MyClip để xem. MyClip theo như mình biết nó là một cái ứng dụng của người Việt mình, của Viettel thì phải. Họ cũng làm một cái ứng dụng tương tự như YouTube này, để loại trừ những cái video nhảm nhí và đưa đến đó những cái video chất lượng hơn nha các bạn nhé. Rồi, video mình thì đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn là làm thành công.